Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất nên trồng cây gì để thu hút may mắn và tài lộc? Sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất nên trồng cây gì để gặp nhiều may mắn? Sinh năm 1994 nên trồng cây nào để thu hút thêm nhiều tài lộc? Đây là vấn đề được nhiều gia chủ sinh năm 1994 rất quan tâm. Những loại cây phong thủy hợp tuổi Giáp Tuất có những đặc điểm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tuổi Giáp Tuất nên trồng cây gì, đặc điểm của những loại cây này thế nào, một số loại cây hợp với người tuổi Giáp Tuất. Tính cách tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 là người khá nhu hòa, đường thiện, lại vô cùng thông minh, biết cảm thông với người khác, cũng như rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Người tuổi Giáp Tuất luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Tuy nhiên, người tuổi Tuất mệnh họa dễ vì cả nể mà ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Họ để cho các mối quan hệ chi phối quá nhiều đến hành động của mình. Khi làm việc cùng người mình không thích, họ cũng cần phải cẩn trọng, kẻo bị hãm hại. Tuổi Giáp Tuất hợp mệnh gì? Người sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất mệnh họa, sơn đầu họa, tức lửa trên núi, là những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 10 tháng 2 năm 1994 đến ngày 30 tháng 1 năm 1995. Tuổi Giáp Tuất cầm tinh con chó trong 12 con giáp, nam cung Cản, nữ cung Ly. Dựa theo quy luật ngũ hành, người tuổi Giáp Tuất được mệnh hỏa sẽ hợp với các hành sau: tương sinh mệnh thổ, mộc; tương khắc mệnh kim, thủy. Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và mối quan hệ tương sinh, tương khắc là tiền đề cho sự vận động của vạn vật. Nếu hiểu về ngũ hành, ta cũng sẽ hiểu được những quy luật sinh trưởng, suy thoái của tự nhiên. Chọn cách cảnh phong thủy cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Để biết tuổi Giáp Tuất nên trồng cây gì thì không hề khó. Tuổi này thuộc mệnh hỏa nên hợp với các màu của ngọn lửa như đỏ, hồng, cam, tím. Xét theo quy luật ngũ hành thì mộc sinh hỏa, nên những cây tương ứng với mệnh mộc có màu xanh lá cũng có màu tương sinh với những người cầm tinh con chó sinh năm 1994 này. Cây phong thủy thuộc mệnh hỏa hợp tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây vạn lộc. Cây vạn lộc còn được biết đến bằng tên gọi khác là cây thiên phú. Chúng có ý nghĩa phong thủy tốt, mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Lá cây có màu đỏ hồng đẹp bắt mắt. Trong phong thủy thì rất phù hợp với những người mệnh hỏa và thổ. Người Giáp Tuất trồng cây này trong nhà sẽ gặp nhiều điều may mắn, thu hút thật nhiều tài lộc, hạnh phúc, an khang. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây hồng môn. Cây hồng môn theo phong thủy là loại cây thuộc mệnh hỏa, nên người tuổi Giáp Tuất trên loại cây này sẽ gặp được nhiều may mắn và khai thông trên con đường tài vận. Hơn nữa, hồng môn là loại cây dễ trồng và dễ chăm sóc, thường xuyên ra hoa nên rất được ưa chuộng. Chậu hồng môn chắc chắn là món quà ý nghĩa dành tặng người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây bao thanh tiên. Bao thanh tiên là loại cây phong thủy tượng trưng cho sự thanh liêm và mạnh mẽ, đại diện cho sự ngay thẳng, trung trực. Cây còn thể hiện sự đam mê và hạnh phúc của con người. Người xưa quan niệm rằng màu đỏ là màu vô cùng may mắn và mang lại hạnh phúc. Người Ấn Độ lại cho rằng màu đỏ đại diện cho tình yêu của đôi lứa và hôn nhân. Sắc đỏ của cây thuộc mệnh hỏa nên những người tuổi Giáp Tuất nên trồng cây này trong nhà để gia tăng sự may mắn. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây phú quý. Phú quý cũng là loại cây cảnh cực kỳ phù hợp với người tuổi Giáp Tuất. Cây cảnh mang ý nghĩa về sự giàu sang, tiền của dồi dào. Trồng cây phú quý trong nhà hoặc đặt ở nơi văn phòng giúp người tuổi Giáp Tuất có nhiều tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, may mắn suôn sẻ trong mọi việc. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây lan hồ điệp tím, cam, hồng. Hoa lan hồ điệp tím, hoa lan hồ điệp cam, hoa lan hồ điệp hồng sở hữu những màu thuộc hành hỏa nên rất phù hợp với những người tuổi Giáp Tuất. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt nhất.
bởi chính sức sống mãnh liệt, sự rinh rồi nảy nở bất chấp mọi khó khăn, mọi điều kiện khắc nghiệt, Lan Hồ Điệp mang ý nghĩa cho sự bền chặt, sự mãi mãi của tình yêu đôi lứa, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Cây phong thủy thuộc mệnh mộc, hợp tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây kim tiền. Cây kim tiền còn được biết đến bằng tên gọi khác là cây kim phát tài, cây đại diện cho sự phú quý, giàu sang. Cây kim tiền thuộc mệnh mộc nên cực kỳ phù hợp với người tuổi Tuất. Người tuổi này trồng cây kim tiền sẽ có cuộc sống giàu sang, tiền tài, phú quý nếu biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, cây còn mang đến sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây ngũ gia bì. Theo phong thủy, cây ngũ gia bì còn mang lại ý nghĩa lớn, giúp cho gia chủ ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và giữ được tài lộc, đặc biệt là đối với người tuổi Giáp Tuất. Hơn nữa, cây kim tiền còn có ý nghĩa động viên tinh thần, gắn kết hòa thuận, đoàn kết các thành viên trong gia đình. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây đế vương xanh. Cây đế vương xanh là loại cây có hình dáng biểu trưng cho quyền lực, vì đây là loại cây rất thích hợp với người quản lý lãnh đạo. Theo phong thủy, cây đế vương xanh còn là cây tài lộc, mang đến may mắn, sự thăng tiến trong sự nghiệp cho gia chủ, nhất là những người mệnh mộc và mệnh hỏa. Nên vì vậy, loại cây này hợp với người tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây ngọc bích. Cây ngọc bích thường được gọi là cây tình bạn. Loại cây này rất phù hợp với tính cách của người tuổi Tuất. Cây mang lại may mắn cho phong thủy. Loại cây mọc nước xinh đẹp này có những chiếc lá màu xanh tươi rực rỡ, tượng trưng cho sự phát triển và đổi mới. Lá gần giống với đồng tiền xu hay viên đá ngọc bích, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Tuổi Giáp Tuất nên trồng cây tùng bồng lai. Cây tùng bồng lai sở hữu bộ lá màu xanh rất đẹp. Trong phong thủy, cây tùng thuộc mệnh mộc nên rất phù hợp với những người tuổi Giáp Tuất. Cây tùng bồng lai mang lại sức khỏe, thịnh vượng và tài lộc cho người trồng. Đây là món quà cực kỳ ý nghĩa dành tặng cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong các dịp khai trương, lễ Tết. Hy vọng rằng qua bài viết sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất nên trồng cây gì, những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây hy vọng sẽ giúp ích được bạn phần nào về việc lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được những loại cây cảnh mang về nhiều tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!